kem Silex giả khiến cho nhiều chị em mất ăn mất ngủ sau khi sử dụng. Điều đáng tiếc nhất là sắc đẹp bị hủy hại và đằng sau đó là sự ám ảnh về mặt tinh thần có thể hằn sâu mãi về sau. Sử dụng kem Silex giả có thể khiến cho da không đều màu, kem giả thường chứa các chất tạo màu và chất phụ da không an toàn, có thể dẫn đến tình trạng da mặt không đều màu, sạm màu hoặc nám. Các thành phần không rõ nguồn gốc trong mỹ phẩm giả có thể chứa các hóa chất có thể làm tăng rủi ro rối loạn nếp nhăn và làm tăng quá trình lão hóa da kem Silex giả còn chứa chất phụ da và chất bảo quản có thể gây kích ứng da, làm tăng nguy cơ mẩn ngứa, đỏ và sưng. Đáng sợ hơn nữa là kem giả mạo có thể chứa các chất làm khô da mặt, làm mất cân bằng dầu tự nhiên trên da, dẫn đến da khô và nứt nẻ. Hơn nữa, sử dụng phải kem giả có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, tăng nguy cơ mụn trứng cá và gây vết thâm trên da. Để bảo vệ sắc đẹp và duy trì làn da khỏe mạnh, quan trọng nhất là chọn lựa kem Select chất lượng từ các nguồn đáng tin cậy và tránh sử dụng mỹ phẩm giả mạo không rõ nguồn gốc. Trong video này Shop giúp bạn trẻ đẹp sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt kem Select cao cấp thật và giả. Bạn cũng có thể xem video cách phân biệt các loại kem Select thật giả khác bên dưới mô tả video này nhé. Bên tay trái chính là kem chính hãng, bên phải là kem giả nhái. Bạn có thể thấy được sự khác nhau về màu sắc có sự khác biệt hoàn toàn. Kem chính hãng bên trái có màu hồng tươi tán hơn, hình ảnh và chữ được thiết kế bắt mắt tinh tế hơn. Màu sắc hộp kem bên trong cũng vậy, kem chính hãng bên trái có màu hồng tươi hơn. Màu chất kem chính hãng cũng vàng hơn, có mùi thơm dịu nhẹ. Còn chất kem bên phải có màu sẫm hơn, mùi thơm nồng hơn. Hộp kem chính hãng bên trái có màu đen đậm. Nắp hộp hàng chính hãng vỏ màu đồng sáng bóng. Kem giả bên phải có màu sẫm tối hơn, chỉ cần nhìn qua là thấy được sự khác nhau về màu sắc của kem giả và thật. Chữ in trên hộp kem thật bên trái cũng sắc nét và rõ ràng hơn, hàng giả mờ và nhạt hơn. Chất kem chính hãng có màu sáng hơn, trong khi đó chất kem giả bên phải có màu sẫm tối hơn, mùi thơm nồng hơn hy vọng qua video này bạn đã có thể phân biệt được kem select cao cấp thật và giả mỹ phẩm là để bôi lên mặt để cải thiện sắc đẹp nên bạn nhớ tìm hiểu thật kỹ trước khi mua nhé